Việt Nam. Nguyễn Khôi xin kính chào tái ngộ quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình Đọc Báo Vẹm, và cùng Đọc Báo Vẹm ngày hôm nay với Nguyễn Khôi là Hoàng Tuấn. Chào Hoàng Tuấn. Xin chào anh Nguyễn Khôi và xin chào tái ngộ tất cả quý vị. Thưa quý vị, rất nhanh. Trước hết Hoàng Tuấn xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã gửi email. Chúng tôi không thể nào đọc hết những lá thư của quý vị. Chúng tôi chỉ nói sơ một vài câu thì quý vị biết là chúng tôi đã nhận được nha. Một người ở Việt Nam mới sang có một tháng bảo rằng là cháu sang có một tháng thôi mà thứ hai nào cháu cũng xem chương trình. Một người thì bảo rằng là xem cũng hơi ghiền, nhưng mà rất tiếc là thời gian hơi ngắn, là chúng tôi cũng đã thưa với quý vị nhiều lần rồi. Chúng tôi cũng cố gắng, nhưng mà trong cái điều kiện hiện tại thì chỉ có chừng đó thôi. Một bạn trẻ từ trong nước, học sinh sắp tốt nghiệp phổ thông trung học cuối năm nay, và có gửi một bài báo từ báo Quân đội Nhân dân. Và người này có đề nghị là đổi tên của chương trình. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng cái chương trình bao nhiêu năm nay đã có cái tên như vậy rồi. Nếu đổi đi thì nó sẽ... giống như là trong vấn đề thương mại, nó có cái thương hiệu, và đây là một cái logo, một cái slogan của chương trình, cho nên chúng tôi rất tiếc là không có thể đổi được. Cái lý do của em nêu ra thì nó cũng có lý, nhưng mà nó cũng không cần thiết lắm. Rồi chúng tôi cũng nhận được nhiều bài khác nữa, nhưng mà rất tiếc là những cái bài dài quá chúng tôi không sử dụng được, xin quý vị thông cảm cho. Xin mời Nguyên Khôi. Dạ vâng, Nguyên Khôi thì thưa với quý vị là Hoàng Tuấn có nói là có một số thư của khán thính giả trong nước gửi ra. Quý vị nhiều khi thắc mắc là chương trình chiếu trên đài SBTN hoặc là chiếu trên đài truyền hình quê hương thì tại sao lại có khán thính giả trong nước. Thì thưa quý vị, chúng tôi chương trình này cũng được để ở trên website quehuongmedia.com, và ngoài ra thì cũng có một số vị khán thính giả vì yêu mến chương trình cũng đã tự thâu lại rồi bỏ trên YouTube, cho nên đó là lý do mà một số quý khán thính giả trong nước có thể theo dõi được chương trình. Và xin thưa thêm anh Nguyên Khôi là có một số các website, các chương trình khác đó, người ta cũng lấy, người ta bỏ lên, người ta giúp cho chúng tôi để mà quảng bá chương trình rộng rãi. Xin cảm ơn quý vị. Và riêng với website của Đài Quê Hương, tức là quehuongmedia.com, thì thưa quý vị, đôi khi ở trong nước coi được, mà đôi khi thì cũng không coi được, tại vì mấy ông nhà nước, mấy ông ấy vui thì mấy ông cho coi, mấy ông buồn thì mấy ông block lại, thì chúng tôi cũng chịu thua thôi. Tại vì có nhiều người trong nước gọi ra và hỏi là tại sao hôm qua tôi coi được mà hôm nay tôi không coi được, thì chúng tôi cũng chịu thua, không biết làm sao. À, vâng, bây giờ thì chúng ta bắt đầu đọc báo Vẹm tuần này. Anh Hoàng Tuấn muốn bắt đầu không? Có bài gì hay? Thưa, cảm ơn Nguyên Khôi. Nguyên Khôi nhường cho Hoàng Tuấn, bởi vì anh Khôi lúc nào cũng khiêm tốn cả. Trước hết thì chúng tôi xin gửi đến quý vị một bức hình của quý vị khán thính giả gửi qua email là fashion của Trung Quốc, và trong đó có một cái câu mà quý vị này chua thêm cũng rất là độc đáo. Thì chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bức hình này. Và đây là hình của... Nhưng mà khoan chiếu hình á. Lý do cái này là chương trình Đọc Báo Vẹm mà tại sao anh lại chơi cái kiểu fashion ở trong này Trung Quốc? Tại vì fashion của Trung Quốc mà lại lấy cái lá cờ của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam để làm, xin lỗi quý vị, làm một cái mẫu quần áo lót của phụ nữ bên Trung Quốc. Thì cái này là quý vị gửi cho tôi, và trong đó có một cái câu cũng rất là độc đáo. Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị. Dạ vâng, thưa quý vị, rất là độc đáo phải không ạ? Cái fashion kiểu này thì chắc là các anh lớn ở quê nhà chắc cũng cảm thấy hân hoan và hãnh diện chứ phải không ạ? Thì chúng tôi không biết, bởi vì những việc gì mà Trung Quốc làm thì hình như Việt Nam đều tán đồng cả, chúng tôi không hiểu. Và cái câu độc đáo là cái người mà chua thêm cái câu đó đó là căn cứ theo các chứng tư liệu lịch sử và cơ sở pháp lý rồi thì đúng, đây là cái lá cờ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Không có sai chạy đâu được, không sai chạy đâu được cả. Và thưa quý vị, anh Khôi đã nói Hoàng Tuấn bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin phép rất là nhanh như thế này. Có một bài báo trên báo Quân đội Nhân dân, và thưa quý vị, bao nhiêu năm thì Quân đội Nhân dân vẫn để cái tên là Vì Nhân dân Phục vụ, cơ quan của Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam. Bài báo là in cái tựa đề nó rất là nổi, nói thì kiểu trong nước là rất là hoành tráng và ấn tượng đó. Và bài này là của một cái ông mới xưng cái tên cũng ghê gớm lắm. Ông ấy là, để coi Hoàng Tuấn xem nha, ông là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hưởng. Không biết ông này ông hưởng được bao nhiêu. Ông viết là tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân hiện nay. Ông ấy viết nhân cái ngày 24 tháng 2 là cái năm 1848 đó, các Marx và Engels chính thức công bố trước toàn thế giới tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do các Cộng sản thảo. Cho đến bây giờ, thế kỷ 21, và khi cái chế độ
Cộng sản bây giờ nó chỉ còn lại mấy nước thôi, nhưng mà nó xin lỗi quý vị, nó cũng có tính cách nó què quặt thôi, cho nó không phải là như xưa nữa. Nhưng mà tới bây giờ ông ấy vẫn nói như thế này, rằng là tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là cương lĩnh chính trị kim chỉ nam cho hành động của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, là ngọn cờ dẫn dắt giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người, xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Thưa quý vị, chúng tôi đọc có những cái câu này, chúng tôi tưởng tượng như là chúng tôi đọc một cái bài báo mà cũng mấy chục năm trước, nó đi như vậy. Và ông ấy vẫn nói rằng là trải qua mọi thử thách trong 162 năm qua, phong trào cộng sản cũng đã thành công ha. Rồi ông cũng đưa vấn đề ra là chủ nghĩa tư bản dễ chết. Ông nói như thế này là trong điều kiện mới, cho dù tư bản có thay đổi, thích nghi và phát triển như thế nào, nhưng bản chất bóc lột phản động của nó, bóc lột và phản động nhé, vẫn không thay đổi. Không những thế, sự bóc lột và bản chất phản động đang được chủ nghĩa tư bản ra sức mở rộng đến các nước đang phát triển bằng các hình thức nô dịch và chủ nghĩa cường quyền, quyền mới về chính trị, kinh tế và cả quân sự. Tôi phép anh, anh có thể stop anh ở đây được không ạ? Tại vì tôi bức xúc quá. Nếu mà nhà nước ta bây giờ đang giúp với ông tư bản ấy, ở Hoa Kỳ này, rồi Đài Loan này, rồi Nam Hàn này, vào các bên Liên Âu nữa, để vào đầu tư ở trong nước. Như vậy là rước người vào để mà nó bóc lột dân ta. Còn một câu nữa, bài dài lắm, tôi trích một vài câu nè. Giai cấp tư sản không những đã rèn những vũ khí sẽ giết mình, mà còn nó còn tạo ra những người sử dụng vũ khí ấy, những công nhân hiện đại, những người vô sản. Luận điểm nổi tiếng này trong tuyên ngôn càng trở nên có ý nghĩa trong điều kiện lịch sử mới. Chủ nghĩa tư bản điều chỉnh là làm cái việc rèn giũa vũ khí sẽ giết mình thêm sắc nhọn hơn. Những người đào huyệt chôn nó, giai cấp công nhân càng nhận thức rõ hơn sứ mệnh lịch sử của mình là loại bỏ chủ nghĩa tư bản ra khỏi đời sống xã hội, xây dựng chủ nghĩa cộng sản văn minh, xác định rõ con đường biện pháp để thực hiện sứ mệnh lịch sử vĩ đại đó. Thì quý vị, những người cộng sản thì quý vị biết rồi, đây là những con vẹt mặc áo vest cà vạt thôi. Và cho tới giờ phút này các ông vẫn còn nói là chủ nghĩa tư bản dễ chết, nhưng mà quý vị thấy rằng là cứ nói về chủ nghĩa tư bản bóc lột, nhưng mà ở các nước tư bản không lấy đất của dân để làm sân golf, rồi những người mà làm việc cho chính phủ đó không có đè đầu cưỡi cổ dân, không có đánh đập dân, cảnh sát không nó bóc lột dân. Nhưng mà nếu mình có con thì mình cho đi học ở mấy cái nước bóc lột. Đúng. Và giữa mà nếu mà mình có gì đi ra ngoài á, đi ra ngoài quốc đi mấy nước bóc lột đó. Bóc lột. Rồi ngay cả như Bắc Nam Bắc Triều Tiên thì vẫn chơi với cái thằng bóc lột là Nam Hàn mà không chơi với cái anh chàng xã hội chủ nghĩa. Là thưa quý vị, đây là những người nói cho có, nói lấy bằng được. Bởi vì chúng tôi hiểu rằng cái công việc của những người này nếu mà không nói thì không ai phát lương cả. Thì phải nói để mà phát lương. Thì cái này là chúng tôi xin lỗi dùng cái chữ là những con vẹt mặc áo vest thắt cà vạt. Nhưng mà ông này là ông là phó giáo sư, ông dạy trường nào? Phó giáo sư và tiến sĩ không? Dạ ông này thì chắc, ông này tôi nghĩ chạy. Chắc dạy trường đại. Ông dạy ai đâu. Thì không, ông dạy cái này ai mà học ông? Bài báo chúng tôi có trên tay là báo Sài Gòn Giải Phóng Online. Thái Lan và Trung Quốc tranh cãi vì tình trạng khô hạn sông Mekong. Mekong này khô cạn đến nỗi khó có thể gọi là một dòng sông nữa. Đó là nhận định trên báo Bangkok Post của Thái Lan số ra ngày 23 tháng 2. Bài báo cáo buộc kể từ khi Trung Quốc hoàn thành một số đập nước, mỗi mùa khô dòng sông Mekong lại trở nên cạn kiệt. Tình hình năm nay tồi tệ hơn năm ngoái và tương lai sẽ còn tồi tệ hơn thế nữa khi nhiều đập đang tiếp tục được xây dựng ở Trung Quốc. Thưa quý vị, cái chuyện mà Trung Quốc xây dựng đập nước rồi ngăn cản làm cho cái dòng sông Mekong nó bị cạn kiệt đi thì cái điều đó ai không biết trong bao nhiêu năm qua, trong ít nhất là 10 năm gần đây. Cái vấn đề chúng ta đặt ra ở đây đó là làm như cái bài báo Sài Gòn Giải Phóng này, họ in cái tin nó chỉ là cái quan hệ giữa hai quốc gia Thái Lan và Trung Quốc mà thôi. Chứ có dòng sông Mekong nó không có chảy qua đến nước Việt Nam xíu nào cả. Tức là Việt Nam không bị ảnh hưởng gì cả. Chỉ có Thái Lan bị ảnh hưởng mà thôi. Nhưng mà cái chuyện mà sông cạn thì không sao cả. Sao vậy? Hay là sông có cạn hay là núi người ta đục người ta phá cũng không sao. Bởi vì bác Hồ đã có nói rồi. Sông có thể cạn, núi có thể mòn. Cho nên bây giờ không. Bác đã nói sông có thể cạn, núi có thể mòn. Thì bây giờ nó cạn, cứ cho nó cạn. Bác nói như thế. Vâng, và có thể nói là cái bài viết này chỉ mượn cái hình ảnh, mượn Thái Lan để nói cái chuyện này mà thôi. Còn thực sự ra thì đất nước ở Việt Nam bây giờ bị ảnh hưởng rất là nhiều vì cái con sông Mekong, con sông Cửu Long. Càng lúc nước càng bị cạn kiệt đi mà không dám nói tới. Không dám nói tới thưa quý vị. Không dám tới là nếu mà Trung Quốc làm như vậy thì ảnh hưởng tất cả các quốc gia ở trên dòng sông đó, trong đó có Việt Nam. Không dám nói tới. Cái chuyện mà không dám nói tới Trung Quốc thì trong thời gian gần, trong mấy ngày vừa qua đó, những cái tin tức báo chí và các đài nói rất nhiều là cái chuyện mà nhà cầm quyền Việt Nam cho Trung Quốc mướn rừng, cho Đài Loan, cho Hồng Kông mướn rừng. Và chúng tôi vô trong
báo VN vô Việt Nam Net và VN Express đó, chúng tôi đánh cái chữ gọi là cái từ khóa đó là cho thuê rừng thì thưa quý vị tuyệt nhiên giấu kín. Và chỉ có một cái bài báo nói chung chung là luật của chính phủ cho người Việt Kiều và người nước ngoài thuê rừng với điều kiện là phải hợp tác với người trong nước. Thưa quý vị, đó cái chuyện bưng bít thông tin là cái chuyện rất là thường. Và trước khi chấm dứt phần 1 để qua phần 2 đấy thì chúng tôi vẫn còn bực bội cái vụ cái ông mà ông phó giáo sư và tiến sĩ đó. Thì chúng tôi xin phép kể lại quý vị nghe một cái chuyện đã lâu rồi nhưng xin phép được kể lại bởi vì nó còn vẫn còn mang tính thời sự. Là cái thời mà mồ ma còn chủ nghĩa cộng sản Liên Xô đó, thì một đoàn xiếc của Liên Xô mới sang Hà Nội biểu diễn. Và dĩ nhiên là chỉ có con ông cháu cha và những người quan chức lớn được đi xem thôi. Chứ có một thằng bé nó con cán bộ lớn nó đi xem. Về thì mẹ nó mới hỏi chứ, thế nào con trai cưng của mẹ thế xiếc có hay không? Bé nó, ôi giời mẹ xiếc hay quá, con chưa bao giờ thấy hay như thế, mà con thích nhất là cái con vẹt mà nó nói như người ấy mẹ, hay lắm. Mẹ nó, ôi giời, thế có gì mà hay, hôm nào con đi họp với bố con đi họp đảng với bố con sẽ thấy có những con người này nói như con vẹt. Còn hay hơn gấp mấy lần. Thưa quý vị, xin quý vị giữ màn ảnh truyền hình, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần 2 sau một số quảng cáo thương mại. Chúng tôi xin trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Đọc Báo Vẹm, và chúng tôi có một bài viết của báo Người Lao Động .com, nld.com. Internet và hát nhép đã giết chết cải lương. Sân khấu cải lương mất dần sức sống bởi 4 lý do. Thứ nhất, chúng ta đang sống ở thời đại Internet, truyền hình, băng dĩa, nên mọi thông tin giải trí đều có thể thưởng thức trên mạng, trên TV và ngay tại nhà. Chính vì sự tiện lợi do công nghệ thông tin phát triển vượt bậc mang lại cho mọi tầng lớp có thể nói là có quá đầy đủ. Tính độc quyền của sân khấu không còn như xưa nên động cơ thôi thúc người mê cải lương đến rạp dần dần bị phai nhạt. Theo tôi, đây là nguyên nhân chính vì cung đã đáp ứng quá đủ cho cầu. Thứ hai, không có những vở tuồng mới gây ấn tượng. Nguyên Khôi xin đọc vắn tắt. Thứ ba, lớp nghệ sĩ cải lương vừa có nhan sắc ngoại hình lý tưởng có chất giọng đặc biệt trời phú quá ít. Đa số đều hát giống nhau. Nam cũng như nữ nghệ sĩ hiện nay hình như có khuynh hướng hát giọng kim hơn là giọng thổ như lớp nghệ sĩ của thế hệ trước, nên chưa gây được dấu ấn như là Thành Được, Thanh Sang, Tấn Tài, Út Trà Ôn, Út Bạch Lan, Thanh Nga, Phượng Liên v.v. Cuối cùng, tình trạng hát nhép cũng góp phần làm suy giảm sự yêu thương của khán giả với nghệ sĩ. Thì thưa quý vị, bốn lý do này kể ra đó, thì người ta kể cái lý do, nhưng mà người ta không quy trách nhiệm cho ai. Tại vì ở trong nước thì đảng và nhà nước nắm độc quyền lãnh đạo đất nước mà, cái gì và cái gì cũng quản lý cả. Thì nếu mà cái tình trạng nó xảy ra, tại sao mà cải lương bị giết chết như thế này, thì những người đầu tiên phải trách nhiệm là đảng và sau đó là Bộ Văn hóa Thông tin. Vì anh nắm hết quyền, anh muốn cho hát cái tuồng nào thì anh mới được hát cái tuồng đó, anh muốn cho cái người nghệ sĩ nào phải được nổi tiếng hay là hát theo cái kiểu nào thì người ta hát theo cái kiểu đó. Và chính vì cái sự gọi là dùng cái chữ của họ quản lý một cách không có hiệu quả mà đưa đến cái tình trạng ngày hôm nay, họ không dám nói chuyện đó. Thì vì anh phải biết là đảng cộng sản đó, cái gì mà đường tí là do công sức của đảng. Còn hễ mà cái gì mà thất bại là do những yếu tố khách quan. Chứ còn cái chuyện mà internet thì tất cả mọi nơi đều có internet mà. Mà chẳng hạn như bên Nhật thì những cái bộ môn văn hóa cổ truyền họ vẫn sống, mà ngay ở hải ngoại thế nữa, vẫn có cái tất cả vẫn có cải lương. Bây giờ còn có cả hát bội nữa. Mà mọi người đều rất là phải nói là ao ước và thèm thuồng được xem một vở cải lương trên sân khấu, chỉ tiếc rằng là không có điều kiện để thực hiện những cái chương trình đó mà thôi. Thì nhưng mà cái chuyện hát nhép thì anh cũng đừng có xem đó là cái chuyện lớn lao. Bởi vì ngay cả Thế vận hội Trung Quốc nó còn nhép đó mà. Cái chuyện đó. Thì bây giờ Trung Quốc nó làm cái gì ta phải học theo cái đó. Thế vận hội nó còn nhép thì chúng ta cũng cứ việc nhép thôi. Rồi nhưng là lại nói về cái chuyện đảng, chúng tôi giờ này làm lớn lắm. Cứ là nói tới các con đảng rồi. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cũng sang Ấn Độ. Thì người ta mới phỏng vấn ha. Có chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Ấn Độ theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Ấn Độ nha. Thì người ta phỏng vấn không có mang theo con vẹt nào đi theo không? Không cần. Bản thân nó đã là con vẹt rồi. Về câu hỏi liên quan đến chế độ chính trị Việt Nam, hãng thông tấn đặt câu hỏi hãng thông tấn của Ấn Độ đó. Chủ tịch có nghĩ rằng đã đến lúc chín muồi để Việt Nam có hệ thống đa đảng hoặc có các đảng khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam để có thể tính tới các quan điểm của nhiều nhóm sắc tộc khác nhau, nhiều dân tộc khác nhau, ví dụ như Việt Nam có ủy ban dân tộc để giải quyết vấn đề này? Thì ông Trọng láo, cái thằng này láo nó dám hỏi câu đấy. Thì ông Trọng nói như thế này nha.
Chúng tôi quan niệm là kinh tế và hệ thống chính trị bao giờ cũng có mối quan hệ biện chứng với nhau. Chúng tôi chủ trương phát triển kinh tế đồng thời cũng đổi mới từng bước hệ thống chính trị một cách vững chắc cho phù hợp. Ủa? Và người ta hỏi đa đảng mà sao anh cứ trả lời vòng vòng vậy? Và đã rút ra kinh nghiệm là đổi mới kinh tế phải đồng bộ với đổi mới hệ thống chính trị. À. Đổi mới hệ thống chính trị nhưng mà dứt khoát là một đảng thôi. À. Nhưng mà cái chỗ này nè, thực tiễn các bạn thấy là đất nước chúng tôi về chính trị xã hội thì ổn định, nhân dân được làm chủ. cái này xin lỗi quý vị nhé, chủ cái này là chủ không có gì chủ cái gì mà. Rồi quốc hội hoạt động ngày càng dân chủ, tức là quốc hội, tức là nếu đã là một cái nước dân chủ hơn gấp vạn lần tư bản á, thì bản chất nó đã là dân chủ rồi. Tại sao quốc hội càng ngày càng dân chủ, tức là trước đây không có dân chủ. Và nếu mà cái phóng viên người ta hỏi chứ xin ông cho chúng tôi biết là nhân dân được làm chủ thì ông đơn cử một cái thí dụ, thì ông này là ông tắc tị ngay. Thì ông này là ông cứ nói vòng như vậy. Tức là bây giờ một đảng là hiệu quả nhất. Không mà ông có trả lời câu hỏi người ta là có đa đảng hay không có đa đảng, đã chín mùi chưa, để đã đủ ông nói là trong điều kiện thực tế bây giờ thì không cần. À, không cần. Bởi vì một đảng bây giờ là tốt cho Việt Nam rồi. Yeah. Không cần gì cả. Cho nên là dân làm chủ mà. Độc tài và tình. Rồi vụ chó cắn chết người, nhân chứng nói gì? Trước đây chúng tôi đã gửi đến quý vị một cái bài báo, cái đấy cũng khoảng một tháng trước, là có một vụ mà chó cắn chết người, những con chó bắt dê của một chủ đồn điền cà phê. Rồi khi có một người phụ nữ, một nhóm phụ nữ, hai ba chị gì đó, vì quá nghèo, quá đói cho nên vào để mót cái cà phê mà người ta đã hay rồi. Mót lại những cái trái còn dư đó, hoặc là rơi đụng đó. Dạ vâng. Mà bị... cái nhân viên người làm trong đó xua chó ra cắn một cắn chết cho bạc dê. Dạ vâng. Thì sau khi cái vụ này xảy ra đó thì công an cũng điều tra, tại vì báo chí làm lớn chuyện thì công an, tại vì vụ này nó quá tàn nhẫn thì thưa quý vị, là tại vì lúc đó chính cái nhân viên, cái anh chàng đó tên là Sơn đó, thấy chó cắn chết người ta như vậy, mà cái người bị cắn năn nỉ la hét để xin cứu mà cũng thản nhiên bỏ đi, sau đó lại dẫn một bầy chó khác đến nữa, thì cuối cùng thì một người phụ nữ bị chó cắn chết. Vì không che giấu được cho nên cảnh công an phải điều tra, nhưng mà kết quả như thế nào? Như Tuổi Trẻ đã thông tin, công an thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk vừa có văn bản thông báo kết thúc điều tra, không khởi tố vụ án hình sự vụ chó bạc dê cắn chết bà Phạm Thị Ngắn. Trước thông tin này, các nhân chứng đều tỏ ra bất ngờ và kể lại đầy đủ những điều mắt thấy tai nghe. Thì tất cả nhân chứng họ đều nói lại, những cái chị mà đi hái chung như vậy, họ kể lại cái câu chuyện rất là rõ ràng. Ông đó là ai, tên là gì, tại vì họ rất quá quen ông đó, hay ra cái hàng quán của họ ở bên ngoài này để mà mua sắm. Dạ. Và họ quá biết cái người đó, và còn biết tên nữa, còn họ kể lại rất là rõ. Chẳng hạn như là một lúc sau anh Sơn đi lại thì họ gào thét to hơn để anh Sơn cứu bà Ngắn, đồng thời bà Ngắn cũng van xin anh Sơn, nhưng anh Sơn bảo ai nhủ và mót cà phê cho chó cắn chết rồi bỏ đi. Vậy mà bây giờ trong cái biên bản của cảnh sát thì nói là anh Sơn lúc đó đi ra ngoài, không có mặt ở trong đồn. Thì tôi nghĩ rằng là với cái pháp luật Việt Nam thì càng ngày nó càng phát triển đó, nó càng công minh hơn, thì người ta cũng sẽ xử nè. Thì người ta sẽ xử con chó. Bởi vì nó chó nó cắn thì xử chó. Bởi vì cái tội ai làm người đó chịu. Và bẹt rê mà xử chó mà có thể là mang nó ra tử hình. Mà bẹt rê mà tử hình thì tôi nói là khối tiền anh ạ. Dạ. Bởi vì các cái hàng mà và trả chìa rửa mận này kia là không khéo lại là các ông mà xử đó lại là được là mời trước tiên. Mời chồng hả? Mà không nói gì, cái phải nói là cái số phận con chó, tại vì Hoàng Tuấn cũng như quý vị biết là con chó là một loài vật nó sống theo cái bản năng, và khi mà một lần nó đã giết được người như vậy đó, nó sẽ trở thành cái thói quen. Và chẳng hạn như ở bên ngoài này, nếu mà trong trường hợp xảy ra như vậy thì chắc chắn là người ta phải cho con chó đi ngủ thôi. Tại vì sợ nó một lần nó đã xảy ra thì lần tới nó có thể mà xảy ra. Cái điều quan trọng là cái người chủ nhân con chó phải chịu trách nhiệm, và cái người nhân viên cái nơi này xua thấy chó cắn chết người mà để cho chó cắn chết người như vậy thì ít nhất là cũng là phải cái tội, nếu mà ở ngoài này là cố sát bậc hai, chúng tôi nghĩ là như vậy. Thưa quý vị, cái người ta xem cái mạng người như cỏ rác, và có một bài báo trên báo VN Express là 10 quốc gia tham nhũng nhất thế giới. Tên kể ra một loạt các nước tham nhũng ha. Rồi cái nước mà tham nhũng lớn nhất là đứng đầu là cái nước mà có gì đó hải tặc đó, Somalia đó. Thì người ta nói đây là do tạp chí Forbes người ta sắp xếp như vậy, người ta thì 10 nước tham nhũng nhất thế giới,
thì trong bài này nó viết rất là khách quan, nhưng mà không nói gì tới Việt Nam cả. Thì chúng tôi nghĩ rằng là ông bà xưa có nói câu như thế này: chân mình thì lấm mê mê, lại đi cầm rút mà rê chân người, là rõ ràng như vậy. Và thưa quý vị, thời giờ cũng khá nhanh, thì Hoàng Tuấn xin kể cho quý vị nghe một cái chuyện như thế này. Tại vì chúng tôi nói về mấy ông đảng viên đó, có một cái chuyện như thế này. Có một ông đảng viên, ông ấy chết xuống âm phủ. Thì sau khi mà Diêm Vương họp bàn á, họp bàn với những người mà làm việc ở dưới âm phủ đó, giống như là bộ chính trị vậy đó, xét tội cho nó, ôi tay này thì tội nó cũng khá đó, nhưng mà bây giờ nó cũng không đến nỗi là giam nó suốt đời ở đây, cho nó được đi đầu thai, nhưng mà nó phải đầu thai làm con vật chứ không được làm con người. Lý do thì bây giờ mới xét, tại vì cái xét thì cái tội đó, xét thì cái quá trình phạm tội thì sau khi bàn cả một hồi, Diêm Vương nó bây giờ xét theo những công việc tên này đã làm đó, thì bây giờ các ngươi hãy chọn cho nó làm đầu thai con gì. Sau khi bàn bạc xong xuôi thì mọi người nói là: thưa Diêm Vương, chúng tôi đồng ý với nhau là cho nó làm con trăng. Diêm Vương nói: tại sao như vậy? Nói: tại vì nó là một đảng viên cao cấp của Đảng Cộng sản, nó có những cái đặc tính mà chúng tôi thấy làm con trăng là thích hợp nhất. Diêm Vương nói: tại sao? Tại vì trước khi nó ăn á, nó phải siết hầu siết họng người ta là nó mới ăn. Cái thứ hai, khi nó ăn là nó không nhai, nó nuốt trọng thôi, nó nuốt cho được nhiều. Cái thứ ba là nó ăn no xong nó không làm gì cả, nó kiếm chỗ nó nằm cho tiêu hết rồi nó lại đi ăn tiếp. Cho nên cái tay này là nó là đảng viên cộng sản cao cấp, nó chỉ đầu thai làm con trăn tốt nhất. Tại vì nó có ba cái đặc tính. Nhưng anh nói như vậy, nếu mà con trăn nó nghe được nó kiện anh á. Trước khi ăn á, nó phải siết hầu siết họng người ta là nó mới ăn, rồi nó nuốt trọng. Và ăn no rồi là không làm, kiếm cái chỗ nằm cho nó tiêu hết rồi là ăn tiếp. Mấy con thú khác rồi ăn nó còn chia cho nhau, phải chia sâu hoặc là xé con xác con vật ra, còn chia cho con khác hoặc là để dành, con này nuốt trọn. Con trăng là nó nuốt trọn. Vâng, thưa quý vị, thời gian còn nữa, chúng tôi xin chào tạm biệt quý vị nơi đây và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Đọc Báo Vẹn kỳ tới.